Hello cả nhà, nay có em máy HP 400M401 nhé. Đây, em này để lấy hộp mực ra thì chúng ta chỉ cần bấm vào cái nút này, đây, mở ra, sau đó cầm chắc tay nhá, nhấc khẽ nhấc lên một xíu này, khẽ lưng lên một xíu, rút mạnh là ra. Đây là chúng ta lấy hộp mực ra nhá, khi cắm vào này. Cắm vào chúng ta cũng vậy, lửa lửa này, lửa lửa đẩy cao lên này, ấn mạnh vào, thế là xong. Anh em ấn vào nhé, cái tiếng kêu nó êm như thế này là được này. Còn nếu mà nó cứ có tiếng lục cục đấy, là chúng ta lại phải lắm lại. Rồi chúng ta cũng in thử xem như nào nhé. Đây, nhấn OK này. Nó lên cái Gport này nhá anh em. Gport này nhấn OK tiếp này. Demo này hoặc là chúng ta lấy số bản in đấy. Thì chúng ta bấm tìm mũi tên sang phải sang trái này. Đó. Tìm đến cái mục Uspace này, nhấn OK này. Máy sẽ in ra cho chúng ta một bản. Đây. Đây, Uspace. Nó sẽ có số counter. Để tôi tìm lấy một cái tờ giấy khác nhé. Đây, lấy giấy ra để anh em lấy ở đây thôi. Đây. Cho tờ giấy khác vào để in lấy số counter nhé. Đây. Đây, nhấn OK này. OK này. OK tiếp này. Sau chúng ta lên hoặc xuống thì tùy, sang trái sang phải tùy. Nhưng mà tìm được cái mục có chữ Upet này. Đây này. Đây, chúng ta nhấn OK. Đó. Máy nó sẽ in ra cho chúng ta một tờ số con số counter. Đây. Là tổng số là 203.768 trang. Đó, và rất nhiều. Cực kỳ nhiều rồi đúng không? Đó, rồi như vậy là tôi đã cùng với lại anh chị em là cách lấy hộp mực ra này, mở đây, bấm vào đây, mở ra, nhấc cái này lên, chúng ta rút mạnh nó ra. Đó. Còn cắm vào thì đây, chúng ta cắm vào, ấn mạnh, thế là xong. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video nha.